À, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh aztechshop.com Thì hôm nay admin xin review cho các bạn một cái hệ thống đó là Cooling Tower cho một cái nhà máy bia ở bên Campuchia mà admin vừa đã hoàn thiện xong Thế thì về nguyên tắc cái hệ thống Cooling Tower này là một cái hệ thống nhỏ trong một cái dây chuyền lớn thôi nha Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi review cái hệ thống Cooling Tower này Được chưa? Thế thì trước khi vào cái phần hệ thống Cooling Tower này thì admin xin nói sơ qua các bạn là cái hệ thống này admin đang viết thiết kế trên một cái phần mềm đó là ti bọc tô và admin đang sử dụng cái phần là HMI KTB Basic 700 nha các bạn ha Cái này là admin đang thiết kế trên phần mềm HMI KTB Basic 700 Thế thì khi mà thiết kế lên HMI KTB Basic 700 Bởi vì nó không có tính năng Simboy Library Đấy nên các bạn mà muốn thiết kế một cái giao diện đẹp Hay là muốn đổi màu sắc của con motor như thế này Thì các bạn bắt buộc các bạn phải sử dụng một cái phần có tên là Graphic List đó, bởi vì xong ạ bởi vì sao trong này nó không có cái chức năng là simboy library nhé được chưa thế nên để, để uh, review cái hệ thống này hoạt động như thế nào đấy thì uh, trước khi đi vào cái phần này thì admin xin chia chia sẻ cho các bạn một cái là hiện tại bây giờ là trên kênh nguyễn văn nguyên blc thì có các bạn có thể vào đây các bạn xem những bài bài giảng hay những cái phần mà admin share lên mạng được chưa ngoài ra các bạn có thể vào cái phần danh sách phát ở đây thì các bạn sẽ xem những cái phần về khóa học lập trình buc này các phần về thiết kế mạch điện này các dự án từ đồng hóa các tổng quan về biến tần các bản thì không công nghiệp được chưa các bạn click vào đây các bạn sẽ xem các những cái phần là uh, review nội dung khóa học này các quyền lợi khi tham gia khóa học này các chia sẻ của các bạn học viên này và các trailer về khóa học nằm cái ở đây đó. ha được chưa thì hiện tại bây giờ là khóa học admin có 3 khóa học là khóa bốn khóa học là khóa học một BOCS 7 ngàn 2, 2 cơ bản với giá 200k bao gồm từ bài 1 cho tới bài 40 khóa học 2 là khóa học về và win BOC 7002 năm năm win xin nâng cao từ bài 1 cho tới bài 93, bài 41 cho tới bài 93.6. hoặc ba 3 là khoa học về mảng truyền thông công nghiệp từ bài 94 cho tới bài 124, hoặc học 4 về 300 400 mà biến tần thì miễn phí. Thì hiện tại bây giờ là đang giá như thế này nhưng bạn nào đăng ký thì sẽ được giảm giá 50k ở buổi khóa học thì thì đấy 50k ở mỗi khoa học ha còn các bạn nào đang đăng ký combo 4 khóa thì chỉ với 700k ở đây ha được chưa thì đây là những cái phần nội dung khoa học lập trình BUC online được chưa rồi các bạn có thể vào trên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC để các bạn tham khảo thêm các bài uh, và mục chia sẻ của admin ha rồi để không mất thời gian của các bạn nữa thì admin xin review sơ qua cái hệ thống cooling tower thì về nguyên tắc cooling tower này thì sẽ <laughs> <laughs> sẽ có bốn cái cùng bốn cái cùng chính đó là thứ nhất là cái cùng cung cấp nước đầu vào cái cung cấp nước đầu vào thì admin có là à, cái con là sb 1 sb 2 à, ss 1 và ss 2 là cái hệ thống cung cấp nước đầu vào được chưa đầu, đồng thời là sẽ có ba cái quạt làm mát ở ba cái cái tháp gọi là fan 1 fan 2 và fan 3 ở đây thì cái chức năng ở đây nó sẽ làm mát thôi được chưa đồng thời ở đây cái cùng thứ ba là cái cùng mà bơm nước cấp cho một cái khu vực nào đó thì cái nước ở đây này gọi là nước lạnh này nước ở đây là gọi là nước đã qua làm mát thì người ta còn gọi là bơm supply này sau khi mà bơm vào bơm để cung cấp nước cho một cái khu vực nào đó thì nó sẽ có một cái đường hồi lưu đường return thì ở cái cụm này này đó, cái cụm này return sẽ bơm nước vào đây tận tận dụng nước vào đây sẽ bơm vào ba cái tháp này để làm mát lại được chưa rồi đấy là về nguyên tắc của cái cụm là cooling tower Thế thì hiện tại bây giờ là hai con bơm này này, là hai con bơm SS1 và SS2 thì hai con bơm này là đang điều khiển bằng tần số thì nó sẽ chạy luân phiên với nhau. Đó ha. Thì ở chế độ mà chế độ mà manual á thì chúng ta có quyền gì ạ? Bật tắt start stop hai con bơm này. Đó, ví dụ như chế độ manual này là chúng ta có quyền là start stop hai con bơm này, được chưa? Đấy, thì khi mà hai con bơm này nó sẽ bơm nước vào đây, được chưa? bơm nước vào đây thì nó sẽ bơm nước vào ba cái bồn này ba ba cái thao hồ này thì ba cái thao hồ nó sẽ gắn ba cánh quạt để làm mát được chưa trên đường ống của ba cánh quạt này người ta sẽ gắn ba cái cảm biến nhiệt độ thế thì khi mà mình click vào đây này ở chế độ auto mình sẽ cài nhiệt độ là ví dụ như kiểu là nhiệt độ on là cao hơn bao nhiêu độ thì nhiệt độ nó sẽ on lên và thấp hơn bao nhiêu độ thì nhiệt độ nó sẽ off đây đó là nhiệt độ on và nhiệt độ off được, được chưa bởi vì cái quạt này có chức năng là làm mát nước đúng không ạ thế thì khi nào mà nước nóng thì bắt đầu là ở chế độ auto thì nó nó quay vào nước mát hơn thì do cái ngưỡng đây thì nó off được chưa đấy là ba cái chế độ mà uh, cái ba cái, cái chế độ mà dùng cho ba cái quạt này được chưa ngoài ra thì được chưa còn sau khi mà nước trong làm mát thì bắt đầu nó sẽ chảy qua cái đường ống này này cái đường ống này thì sẽ được hai con bơm này sẽ chảy luân phiên hai con bơm này sb 1 và sb 2 là sẽ cung cấp nước hai con này sẽ chảy luân phiên hai con này sẽ chảy bằng tần số luôn điều khiển bằng tần số bằng biến tần được chưa đã điều khiển bằng biến tần ngoài ra thì nó còn một cái con cảm biến nằm trên đường ống này để chúng ta điều khiển bid nó chúng ta chỉ cần xét là gì ạ giá chỉ là xét bói bao nhiêu ba thì hai con bơm này sẽ tự động chạy làm sao cho gì cái giá trị set boy bằng cái giá trị feedback trên đường ống này bằng giá trị fet boy khi nào chúng ta nhấn enable này lên cái thì lập tức là nó sẽ điều khiển theo chế độ bi đi tương tự như vậy trên đường nước đi tôn về thì chúng ta sẽ lắp một cái bồn và lắp một con bơm này con bơm này là sao ạ con bơm này sẽ bơm nước ngược lại về cho ba cái tháp này được, chưa thì cái con bơm này cũng điều khiển bằng tần số luôn nhưng mà ngoài ra nó còn điều khiển theo một cái chế độ bi đi nữa bi đi là nghĩa là người ta gắn con cảm biến ở cái bồn này này đấy và người ta sẽ khi nào sẽ set up cho nó là cái bồn này bằng giữ bằng bao nhiêu nước đấy trường hợp mà chúng ta đang 50 hẹp chúng ta chỉ cần nhấn enable đi thôi thì lập tức là cái giá thì này cái, cái, cái con bơm này này nó sẽ nhận theo cái tín hiệu ao của thằng bi đi ở chế độ auto nhá đang đây do là đang chế độ menu đó được chưa mình chuyển qua chế độ auto mới được đó được chưa đấy auto được chưa rồi thế thì rồi để bắt đầu là chúng ta sẽ có hai con bơm này này được chưa? thì hai con bơm này ở trên đường ống nó sẽ gắn hai con cảm biến, con này thì gắn một con cảm biến mức này. khi nào báo mức cao, đây là đang mức đang cao này thì bơm nó mới bắt đầu chạy. đồng thời là gì ạ? ở đây nó sẽ gắn một con cảm biến áp suất để báo hiểu là nước trên đường ống mà ở đạt là mức cao thì tắt bơm này đi. bởi vì là cái hệ thống này gọi là hệ thống khép kín. trường hợp mà áp suất trên đường ống mà cao á là sẽ phải tắt bơm. thì hiện tại bây giờ là đang màu xanh như thế này là nước đang cao này. và đa cái con cảm biến áp suất như thế này là gì? À, áp suất đang thấp nên chúng ta có quyền mà ở chế độ auto thì chế độ manual thì nó không phụ thuộc vào vào hai con này thấp hay hay cao thì kể ha nhưng mà ở chế độ auto thì nó sẽ bị thừa phụ thuộc ha ở đây thì chúng ta nhấn vào automatic cho nó được chưa tương tự cái con này vậy chúng ta sẽ nhấn vào automatic ở đây Đấy, cho nó chảy lân phiên ha đó thì ở đây thì chúng ta sẽ có phần cài đặt này ở đây là tôi cho cài đặt đăng vào một phút và răn đếm thời gian cài đặt một phút cứ sau một phút thì nó sẽ chuyển từ cái con này qua con kia còn ở đây là chúng ta set up tần số trả trừ tôi set up tần số là 40 hẹp cho con thứ nhất được chưa? Và 40 hẹp cho con thứ hai. Đó, hoặc 45 hẹp đi. Đó được chưa? Đó. đó 45 hẹp cho con thứ hai, được chưa? Rồi sau khi mà nước nó xí nữa các bạn chờ chút xí nhá để mình mô phỏng cho hết nhé. Đấy khi mà chúng ta chuyển qua chế độ auto rồi á thì sao ạ? Chúng ta bật start cái con này không chạy này, bật start cái con này sẽ không chạy được chưa? Đó, Đấy, chỉ gần được một phút thôi các bạn một phút thì bắt đầu nó sẽ chuyển con bơm này từ con bơm ss 1 đang chạy qua chuyển qua con bơm ss 2 qua con bơm ss 2 các bạn chờ chút xíu nhé đấy được chưa đấy nó sẽ chuyển qua con bơm ss hai bởi vì chúng ta cài đây đang cài một phút được chưa rồi tương tự ba cái quạt này chế độ men thì chúng ta bật men thôi men cho nó chảy thôi đang chảy thì chúng ta off này đó thằng này tương tự đang chảy thì chúng ta cho off này đó được chưa đang chảy thì chúng ta cho off được chưa thì đang ở chế độ men á, thì ba con này chạy không phụ thuộc vào ba cảm biến nhiệt độ này đây nhưng mà ở chế độ auto á, thì nó phải phụ thuộc các bạn ha ở chế độ auto thì nó sẽ bị phụ thuộc vào ba cảm biến nhiệt độ nằm đây được chưa rồi tương tự như hai con bơm này cũng vậy hai con bơm này thì sao hai con bơm này thì nó phụ thuộc vào hai con cảm biến nhiệt độ nằm đây này hai con cảm biến lưu lượng chứ cảm biến mức được chưa hiện tại bây giờ cái mức cao nó đang báo này thì hai con bơm này nó có quyền chạy được chưa còn giả sử nhé À, tôi cho cái con này à, đâu rồi này giả sử là tôi sẽ cho cái con là uh, tôi sẽ cho cái con là hai này con này trúng óp nhé Đấy, con này trúng óp này phọt này Đó được chưa đấy khi mà con con này xuống ót thì hai con bơm này bắt đầu nó sẽ tắt đi đó được chưa chỉ khi nào mà nó lên cao thôi hai tanh này đó, chỉ khi nào nó lên cao thôi đó thì con này bắt đầu chảy này được chưa thì khi nào nó lên cao thôi tương tự như hai cái con này vậy ha ví dụ như cái con bơm level bơm một này nó cái level bơm một này này level bơm một và level bơm hai này nếu như tôi cho mức độ thấp này đó, mức độ thấp này được chưa đấy thì màu đỏ nó hiển lên này thì hai con bơm này nó sẽ tắt đi được chưa chỉ khi nào mà level lên mức cao đó lên mức cao này đó được chưa thì hai con này bắt đầu nó chảy nhưng người chế độ auto, auto thì nó sẽ chạy lân phiên được chưa rồi trong trường hợp mà áp suất trên đường ống cao này của con bơm một này pressure bơm một áp suất cao này giả thử đường ống một áp suất nó cao nhá đó được chưa thì nó báo màu đỏ thì bắt đầu con bơm hai nó sẽ chạy được chưa con bơm hai nó sẽ chạy được chưa đó tương tự như vậy nếu như cái, trên áp suất trên đường không con bơm hai mà cao đó thì con bơm hai nó sẽ tắt luôn đó con bơm hai nó sẽ tắt luôn được chưa rồi tương tự như cái bồn này vậy nếu như mức nước âm đạt ở mức nước thấp lâu này hai thì không nói nhưng mà lâu này lâu này lâu thì sẽ không còn hai nữa đúng không lâu này đấy, mức nước thấp này đấy, mức nước thấp on lên này đó thì hai con bơm này nó cũng tắt đi được chưa đấy Ok. Đó được chưa? Đấy thì hai cái con này thì mình điều khiển bằng tần số thì mình nhập ở đây ví dụ 50Hz thì tôi nhập năm 50Hz này. Đấy 50Hz này. Đó được chưa? Còn đây là cái con cái feedback này này là cái cái feedback của cái con cảm biến Ở đây người ngoài hai cảm biến mức ở đây thì người ta còn gắn thêm một con cảm biến bao đang lên lốc ở đây nên giá trị FB thì giá trị feedback của nó về để báo được mức nước bao nhiêu phần trăm lên bồn được chưa? Rồi, hai con này thì mình chạy ở cái chế độ là bằng biến tần thì mình áp biến tần được. Ngoài ra ở đây có gắn một cái con cảm biến áp suất ở đây này này. Để khi nào chúng ta xét được cái ngưỡng áp suất trên đường ống này này, hiện tại bây giờ sẽ đang 13 mà feedback trở về đang không thì nó ao đang là ao không này. Nếu như chúng ta bật chế độ enable BD lên thì lập tức hai giá trị này thì dạo tần số hai con này nó sẽ chạy theo cái giá trị của BD ở đây. Và BD bằng không thì nó bằng bằng không. Giả sử mình xét 20 độ thì khủng không xét được đấy được chưa nó sẽ 20 cũng sẽ được được chưa tương tự cái bể cái bồn này vậy nó sẽ chạy theo hai cảm biến này nằm đây này ở mức cao là con này nó mới quyền chảy nhá ở mức thấp thì nó không có quyền chảy do đang ở chế độ auto thì nó chảy này được chưa còn mình muốn chế độ men thì mình chuyển qua chế độ men được chưa rồi mình stop nó đi được chưa rồi mình sẽ ta lại này auto này được chưa <laughs> tương tự cái con này cũng vậy nó sẽ chạy theo tín hiệu là bia đi đây Đấy, nếu như mình check cái bồn này này là đang bằng 60% nhưng feedback trở về đang không thì giá trị ao nó đang không này thì ở đây nó sẽ không thay đổi tần số. Nếu chỉ thay đổi trên số thì chúng ta disable này đi. Đấy, chúng ta sẽ 50 đi ha. 50 HZ đi nó được chưa? Còn nếu cần enable cái này thì nó sẽ lập tức chảy theo cái giá trị B đi Trường hợp các bạn lưu ý, ý ở chỉ chế độ auto thôi nha, còn chế độ men thì không, không phụ thuộc nhá. Giả sử tôi chuyển qua chế độ men nhá. Đó, thì mình có quyền setup thằng này là 50 Hz nhá chỉ khi nào chế độ auto thôi tương tự với con này cũng có gắn một con cảm biến áp suất ở đây đó, khi nào mà áp suất trên đường ống mà cao á, thì bắt đầu nó tự động nó tắt bơm giả sử ở đây là gì ạ uh, pressure đây là pressure pressure tăng hai này đấy cho lên một này đó được chưa đấy thì nó bắt đầu thằng này đỏ lên này nhưng mà nếu như chuyển thằng này qua chế độ auto nhé đó thì con bơm này nó bị tắt đi thì đấy là cơ bản cái một cái hệ thống là cooling tower cho một cái nhà máy bia ở bên campuchia mà admin vừa hoàn thiện xong thì cái dự án này nó cũng khá đơn giản cái điểm nổi bật ở đây là hiện tại bây giờ admin đang thiết kế trên hdmi basic đó thì chưa không có cái phần SIMBOY library mà admin cũng là tạo được những cái màu sắc như thế này thì các bạn nào mà tham gia khoa học lập trình BOC online của admin thì những cái phần này thì các bạn làm khá là đơn giản được chưa thế thì các bạn có thể lên cái phần nguyễn văn nguyên bl trên kênh ở đây để các bạn tham khảo thêm về bài những bài uh, chia sẻ hoặc pin hay là các bạn xem vào những vài phần danh sách phát để các bạn xem kỹ hơn và đặc biệt các bạn vào cái phần khoa học lập trình beauty để xem các bạn học viên hoặc Minh chia sẻ những cái phần là về khoa học thì video ngày hôm nay của Minh xin tạm dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem video Xin chào và hẹn gặp lại